Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thượng tọa giảng sư và cùng quý nam nữ Phật tử, hôm nay chùa Vĩnh Phước chúng con rất được duyên lành được thượng tọa nhận lại lời thỉnh cầu của chúng con mà quán lâm về chùa Vĩnh Phước để ban bố cho Phật tử một thời pháp vi diệu. Dù hôm nay biết trời mưa giông bão, nhưng thượng tọa cũng hoan hỷ mà trở về đây làm cho ban tổ chức cũng như quý nam nữ Phật tử chúng con cảm động vô cùng. Và xin giới thiệu cùng quý nam nữ Phật tử thượng tọa Thích Thiện Thuận, giảng sư Ban Hoằng Pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, trụ trì tu viện chuyên tu huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai. Bây giờ này chúng con cung thỉnh thượng tọa đăng đàn thuyết pháp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch tất cả chư tôn đức ở tại chùa Vĩnh Phước, lời đầu tiên thì chúng con xin thành tâm sám hối cùng với lại thầy trụ trì và đại chúng là chúng con thì tới trễ là do kẹt xe. Rất là mong ban tổ chức hoan hỷ và có lời kính chào các Phật tử, chúc quý vị có một ngày an lành. Hôm nay chúng ta rất là có phước tại vì được đến chùa Vĩnh Phước. Tức là chùa này có phước vĩnh hằng, tức là có phước mãi mãi, có phước lâu dài. Nội ngồi ở đây mà ba bên bốn phía đồ Phật không là biết mình có phước. Hướng nào cũng có Phật hết quý vị, thấy không? Có cái trên vách cho xuống tới dưới vòng quanh hết. Coi như hằng hà sa số Phật, mười phương ba đời Phật, ở đâu cũng có Phật. Vậy mà trong cuộc sống mình nó cũng có nhiều thứ nó khổ. Tại sao nó lại khổ? Tại vì chúng ta có những suy nghĩ về cái cuộc sống của mình nó không có đúng, cho nên cuối cùng chúng ta bị khổ bởi những quan điểm của chính bản thân của mình đưa ra. Thì hôm nay thầy xin phép trình bày với lại quý vị một cái chủ đề mang tính xã hội, nhưng để chúng ta có thể tự suy gẫm về đời sống của mình, khổ từ đâu, vui từ đâu, và nguyên nhân nào để dẫn đến những nỗi vui buồn ở ngay trong cuộc đời giả tạm này. Vâng, xin phép được trình bày với lại tất cả chư vị Phật tử tại chùa Vĩnh Phước này qua chủ đề suy gẫm về cuộc đời. Thứ nhất, chúng tôi xin thưa với lại quý đại chúng, cuộc sống của chúng ta nó là sự tiếp nối, tức là hiện tại đang tiếp nối từ ở quá khứ và nó sẽ dẫn đến tương lai. Chúng ta phải có một cái suy nghĩ như thế này: cuộc sống hiện tại này nó là sự tiếp nối từ quá khứ cho tới hiện tại, rồi nó sẽ bắt đầu để dẫn vào trong tương lai. Khi chúng ta biết được cái chốt quan trọng nhất là ở hiện tại, thì chúng ta sẽ có thể tự lập cho mình một phương án để chúng ta cải thiện nghiệp chướng của mình trên ba phương diện: thân, khẩu, ý. Từ đó có nghĩa rằng chúng ta đang xây dựng một tương lai thật đẹp. Ở đây chúng ta có một điều mà nó hơi bị lầm lẫn, là chúng ta ước vọng quá nhiều ở tương lai. Vô tình chúng ta lại bị trở thành cái người hoang tưởng, hoặc giả là người sống với vọng tưởng điên đảo. Vì chúng ta vô tình bỏ trôi đi cái giây phút hiện tại, cho nên cứ luôn ngóng trông một cái điều gì đó xa lắc xa lơ ở tương lai. Thí dụ đi, bây giờ là
mình đang ăn cơm. Thì quý vị không có cần phải phí công nhọc lòng rằng ăn cơm rồi mình cầu cho nó no, mình mong cho nó no, mình muốn cho nó no. Mấy cái đó nó thừa thải. Vì ăn cơm nó sẽ đưa tới hệ quả tất yếu, đó là no bụng. Không có ai rảnh đâu mà ngồi mong cầu. Hãy mong cầu thì chúng ta bỏ đi cái giây phút hiện tại đang ăn cơm. Cho nên cuối cùng ăn như một cái máy, không biết cái hương vị gì hết, cũng chẳng biết ăn cái gì. Nó cứ lua, cứ húp vô cho nó đầy bụng, xong rồi cái mình ngưng lại. Tới lúc đó cái mình cũng không biết no hay đói gì hết. Lâu ngày dần nó sẽ hình thành một cái thói quen. Đương nhiên mình là người tu tập, chúng ta sẽ không có đắm vào trong cái vị ngon. Người tập tu của chúng ta là thực bất tri kỳ vị, tức là khi ăn uống chúng ta không có đặt nặng cái vấn đề hương vị ngon hay dở. Nhưng mà khi chúng ta ăn, chúng ta biết mình đang ăn, thì cái đó gọi là ăn trong chánh niệm. Còn ăn mà mình cứ nghĩ tới chuyện này chuyện kia, như vậy là chúng ta bỏ rơi cái giây phút hiện tại mình đang ăn. Hay nói đơn giản là mình bị thất niệm. Đối với lại người tập tu của chúng ta rất quan trọng chánh niệm. Cho nên ở trong kinh nói chánh niệm là trái tim của cuộc sống là như vậy đó. Nếu như chúng ta không có chánh niệm thì bất kỳ mình làm điều gì nó cũng sẽ không bao giờ được kết quả cao hết. Và chúng ta không bình yên, mình làm lơ thơ lững thững, chúng ta làm một cách vô hồn thì nó sẽ không có kết quả. Mà chúng ta lại bỏ trôi nó đi theo những cái suy nghĩ khác thì cuối cùng bị vọng tưởng chi phối. Cho nên giờ phút hiện tại là giờ phút quan trọng nhất. Nó sẽ làm thăng hoa cuộc sống của chúng ta. Cho nên chúng ta chỉ suy nghĩ một điều: hiện tại, ngày hôm nay đây là một ngày tuyệt vời nhất của chúng ta. Chúng ta đừng có mà suy nghĩ là lỡ mai này. Cái lỡ mai này là cái mình để ra ba chấm. Không biết lỡ mai này là cái gì. Có thể là hạnh phúc, nhưng cũng có thể là khổ đau. Mà toàn là cứ lỡ mai này rồi là chúng ta bỏ luôn cái hiện tại. Trong khi hiện tại nếu chúng ta gieo cái hạt nhân thánh thiện thì mai này nó sẽ là thánh thiện. Chắc chắn là như thế, không thể sai lệch ở đâu hết. Chúng ta gieo nhân nào thì gặt quả nấy. Cho nên mình không cần phải suy nghĩ nhiều. Hãy bữa nay anh niệm Phật thì ngày mai anh được sống với Phật. Hãy bữa nay anh niệm tiền thì ngày mai anh sống với... Chưa chắc. Nghe nói bữa nay niệm tiền cái ngày mai sống với tiền, trả lời gọn hơn. Tiền thì gì? Tiền thì nó bạc. Bữa nay niệm tiền thì ngày mai nó bạc mình. Thưa quý vị, chúng ta có một cái thắc mắc mà không có ai giải đáp được cho mình hết. Tức là khi chúng ta gặp cái chuyện gì đó, chúng ta cảm thấy không có hài lòng hay là chúng ta khổ, thì chúng ta đưa ra một cái thắc mắc là cả đời mình cũng hiền lành, cũng không có làm gì ác, mà tại sao mình khổ dữ vậy nè mèn ơi, phải không? Những cái thắc mắc này mình giải đáp được không? Không giải đáp được trong hiện tại, mà chỉ giải đáp bằng nhân quả ba đời. Tức là chúng ta có thể gieo một cái nhân ác nào đó, bất thiện nào đó ở trong quá khứ vô lượng kiếp, mà cái quả tới bây giờ nó mới trổ. Nhân quả tới ba đời mà có thứ nhân quả đồng thời, có thứ nhân quả nó theo cái tiến trình thời gian 5 tháng 3 tháng. Thí dụ như mình trồng một cái cây, cây ngắn ngày như là bắp cà rồi thì 2-3 tháng chúng ta thu hoạch. Đó, chúng ta trồng sầu riêng măng cụt thì phải 20-30 năm, nhưng mà trồng một con người thì phải mấy chục năm. Đâu có thể mà chúng ta mới ăn chay mà chúng ta đòi mình thành Phật liền được. Rồi mình mới có hiền lành được có đời này mà cái mình đòi người ta tốt với mình từ đầu tới cuối, cùng mình sỉ vả mắng giết người ta, sao mà mình nói mình an lạc cho được. Quý vị biết có một cái cô Phật tử đó, cô tới chùa hôm rằm đó, cô tới cô thăm mà thầy không có biết. Mà quý vị biết ngày rằm bữa rồi đó là ở chùa thầy có làm lễ xuất gia, làm lễ thế pháp cho hai chú. Rồi xong rồi cũng là cái ngày cúng rằm, rồi cũng bận rộn lu bu. Vậy mà có một cô Phật tử cổ chờ cho gặp bằng được thầy. Cổ nói con gặp thầy để con hỏi thầy một câu thôi. Tại sao con khổ dữ vậy nè?
Thầy nó hỏi thầy thì biết hỏi ai. Cô nói thầy đi giảng nhiều, thầy học về giáo lý thì thầy phải trả lời cho con có tại sao con khổ. Thầy nói làm sao thầy biết được, nếu mà hỏi thầy á, con đi tới đây con hỏi tại sao thầy khổ á, thì thầy biết thầy trả lời, còn đời sống của con mà, thầy đâu có biết con khổ gì cái gì. Đó. Con nói con khổ lắm thầy, chồng của con á, kỳ cục lắm cho nên làm con buồn phiền con khổ hoài. Thầy hỏi chồng con làm sao, nó chồng con á, ảnh ở với con có con rồi mà ảnh tối ngày cứ đòi về với vợ lớn hoài. Mô Phật á, trời ơi, bà ghen ngược với bà vợ lớn thầy mới thấy trời thần đất lỡ dễ sợ. Thầy cũng chờ nghe coi thầy nghĩ cái đây cũng là một cánh cò đơn côi hay là khổ sở kiểu gì đây, té ra bà đi giật chồng người ta rồi bà ghen ngược lại với bà vợ lớn nữa. Thầy nói cái này là bất khả tư nghị, không khổ mới lạ. Tại vì mình đi gieo một cái nhân đau khổ, mình phải biết người đó là người đã có chủ rồi. Cái người đàn ông đã có gia đình rồi, tức là họ đã là người không còn tự do nữa, mà mình chọn yêu họ là mình bị thiệt thòi, chắc chắn là thiệt thòi thôi. Bữa nay họ thương mình là tại vì mình trẻ hơn, mình đẹp hơn vợ của họ, mai mốt có người khác trẻ hơn, đẹp hơn, dễ thương hơn thì mình cũng lên đường. Phải không mấy chị? Không có cần phải giành giật chi mấy anh cha già giật đó, không có chen vô làm gì, để cho đời sống họ cho bình yên đi. Họ đâu ở yên đó, đừng có lộn xộn lao chao trộn rộn lắm. Cho nên chúng ta không cần phải đặt một cái thắc mắc nào nữa cho cuộc đời của mình, rằng tại sao tôi khổ vậy, tại sao tôi buồn vậy. Mà nên mình nên đặt một cái câu hỏi như thế này: tại sao mình khờ như vậy? Tại sao mình vô minh như vậy? Tại sao mình lại tham chấp, can cường, ganh tị, hơn thua, hận thù? Mình nên đặt những vấn đề đó thì mình từ từ mình sẽ giải đáp được nguyên nhân đau khổ. Lấy cuộc sống hiện tại, chúng ta thọ nhận những cái vui buồn gì, chúng ta biết trong quá khứ mình gieo nhân gì. Hễ mình vui thì mình biết quá khứ đã có gieo cái nhân an lạc. Hễ mình buồn mình biết trong quá khứ mình từng gieo cái nhân làm khổ đau. Và trong hiện tại đây chúng ta đã làm, đang làm gì, chúng ta đang nói gì, chúng ta đang tạo những nghiệp gì, thì nó sẽ dẫn đến tương lai những cái nghiệp quả tương ưng như thế. Không xê dịch, không chạy đâu khác hết, thưa quý vị. Ở trong kinh Tạp Thí Dụ có ghi lại một cái câu chuyện, tức là khi mà Đức Thế Tôn nhường nửa tòa cho Tôn giả Ca Diếp ngồi giữa Pháp hội Linh Sơn, Pháp Hoa, quý vị nhớ điển tích đó không? Đức Thế Tôn nhường nửa tòa cho Ngài Ca Diếp ngồi, thì ai cũng thắc mắc hết, là tại vì Ngài Ca Diếp cũng chưa phải là đệ tử lớn nhất trong Pháp hội đó. Thì các thầy tỳ kheo mới hỏi vì sao? Thì Đức Thế Tôn mới nói là đã từ vô lượng kiếp, Tôn giả Ca Diếp đã hỗ trợ cho Đức Thế Tôn hoằng pháp. Tức là lúc đó đó là Ngài Ca Diếp làm vị trời ở cõi Phạm Thiên, nhưng mà Đức Thế Tôn thì làm vua cõi trời Đế Thích, tức là cõi trời này thấp hơn cõi trời Phạm nữa. Đế Thích là cõi trời thấp hơn cõi trời Phạm. Thì một bữa nọ thì Phạm Thiên đi tới Đế Thích thăm chơi thì thấy vua trời Đế Thích buồn. Phạm Thiên mới hỏi chứ tại sao Ngài lại buồn vậy. Thì lúc bấy giờ đó vua trời Đế Thích mới nói là chúng sanh ở cõi của tôi đó, thì khi hết phước mà sanh xuống những cảnh giới thấp hơn thì lại đi luôn, không quay trở về lại nữa. Tức là tham đắm những cái dục lạc của thế gian rồi chìm rồi đó. Rồi còn những chúng sanh mà tại cảnh giới thấp hơn thì lại không chịu tu các nghiệp thiện, không chịu giữ các cấm giới. Cho nên là chúng sanh ở cảnh giới của tôi càng ngày càng suy giảm đi, càng ngày càng mỏng đi. Nghĩ như vậy mà tôi buồn. Thì lúc bấy giờ đó, vua cõi trời Phạm
mới nói bây giờ tôi với Ngài phải tìm một cái phương tiện nào đó để giáo hóa chúng sanh. Ngài quá thành một con sư tử hùng tráng đi, tôi quá thành một vị là Bà La Môn, rồi hai người cùng xuống dưới nhân gian đi tới cõi Diêm Phù Đề để khuyến tấn người ta tu hành. Thì nghe bài như thế thì vua Đế Thích mới nghe, liền biến thành một con sư tử hiện ngay chân một cái cổng thành. Ngay chân cái thành đó là dân chúng tụ tập đông và rống lên rất là sợ. Thì con sư tử này nó có ý là muốn ăn thịt. Thì cái vị Sa Môn đó thấy, xin lỗi, cái vị Bà La Môn mới thấy dân chúng ở trong thành sợ hãi vì sợ sư tử xuất hiện để ăn thịt, cho nên ai cũng khiếp sợ hết. Thì cái vị Bà La Môn nói bây giờ đó, muốn cho dân làng bình yên, nhà vua phải giao 30 tử tù cho con sư tử này nó ăn thịt thì dân làng mới yên. Thì vua biết phải làm sao, bây giờ phải chọn cái cách đó thôi, đem tử tù ra để hy sinh, để thế mạng cho dân chúng ở trong thành. Thì khi mà lùa sư tử đi vô trong núi sâu đó, thì cái vị Bà La Môn mới khuyến dụ 30 tử tù này là trong lúc mà sư tử chưa ăn thịt đó, các ngươi cứ giữ năm giới đi, cứ hành thập thiện đi thì sư tử sẽ không ăn thịt. Thì 30 tử tù này mới nói bây giờ còn cái gì để nói nữa, chúng tôi là sắp chết rồi, không có gì để bàn cãi nữa, cho nên giữ giới thì giữ giới, ok làm luôn. Thì vị trời mà hóa thân làm Bà La Môn này mới truyền năm giới và thập thiện cho 30 tử tù. Thì lúc bấy giờ sư tử nó không ăn thịt, thấy mấy người này làm thiện cho nên sau một thời gian thì thả cho về. Thì dân chúng ở trong thành thấy 30 tử tù trở về nó mừng quá, không biết tại sao lại được thoát nạn mà trở về. Thì 30 tử tù này kể lại là nhờ nghe cái lời khuyên của cái vị Bà La Môn đó là giữ năm giới với hành thập thiện, cho nên là sư tử mới tha mạng không ăn thịt nữa. Thì từ đó dân chúng ở trong thành bắt chước nghe theo là hành thập thiện với lại giữ năm giới. Sau đó sư tử lại xuất hiện nữa thì họ cũng sợ, nhưng mà rồi lặng lẽ sư tử đi. Thì dân làng càng khuyến tấn với nhau tu các thiện pháp, nhờ cái nhân đó mà sanh lên cõi trời Đế Thích, và họ rất là vui vẻ, họ vui vẻ lắm. Thì khi Đức Phật kể lại cái điển tích này, Đức Phật mới nói trong quá khứ cái gì mà trời Đế Thích quá thân làm sư tử đó là chính ta đây, không ai khác. Còn trời Phạm Thiên quá thân làm Bà La Môn để giúp ta hóa độ chúng sanh chính là tiền thân của trưởng lão Ca Diếp. Ta nhớ tới cái ơn của trưởng lão Ca Diếp đã từng giúp ta để hoằng hóa độ khắp chúng sanh ở trong các cõi, cho nên hôm nay ta nhường nửa tòa cho Ca Diếp ngồi. Thì quý vị thấy nhân nào quả nấy thôi. Ngài Ca Diếp làm việc thiện cho nên được cái quả thiện. Trong tu tập cũng thế thôi. Tất cả chúng ta ở đây ít nhất quý vị cũng biết niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Quý vị biết ăn một bữa cơm chay, quý vị biết thắp được một cây nhang ở trước Đức Phật quỳ đảnh lễ Tam Bảo, quý vị biết chắp tay xá một vị thầy, quý vị biết nhân quả nó sẽ đưa đến tương ứng. Còn quý vị mà đi vô phá chùa, phá miễu, đi vô chọc ghẹo mấy thầy thì quý vị biết cái cảnh giới đó như thế nào. Ở chùa của thầy đó cũng có mấy vị Phật tử thầy từ chối thẳng không có cho tới chùa đâu. Tới chùa phá, chọc ghẹo mấy thầy, chọc ghẹo mấy chú, làm những cái chuyện rất là bậy bạ, xin lỗi. Nếu là thế gian người ta sẽ cho rằng đó là hạng người mất nết, tức là ở thế gian ta còn không xài, đừng nói chi đạo đức, mà đi tới chùa làm tầm bậy tầm bạ. Thì quý vị biết cái nhân như thế thì đưa tới cái quả như thế nào. Khuyến tấn người ta tu hành, phước báo vô lượng. Đằng này làm mê hoặc người ta bỏ thiện nghiệp, đi theo ái dục của thế gian, tội đó đọa địa ngục, không có đường ra. Rất là nặng nề.
Cho nên chúng ta phải cảm ơn ngày hôm nay là ngày tuyệt vời nhất trong cuộc đời. Cứ tu tập, cứ làm thiện, ngày này chính là ngày để chúng ta thăng hoa cho sự an lạc của mình ở tương lai. Chúng ta không phải suy nghĩ nhiều, chúng ta không phải tính toán nhiều. Chúng ta đã biết rồi, nếu mà phải để thành bác sĩ, chúng ta phải bỏ ra học 12 năm là học sinh, là thêm 7 năm đại học. Chắc chắn là như vậy. Thì trong khi chúng ta học, chúng ta nỗ lực chúng ta học, thì nó sẽ đưa tới kết quả tốt thôi, chứ không có cần phải suy nghĩ nhiều hết. Đó là suy nghĩ thứ nhất của chúng ta về cuộc sống này. Điều suy nghĩ thứ hai là bới móc lỗi của người khác. Đây là điều dễ làm nhất và sở thích của đông người nhất trong cuộc sống này. Phải không quý vị? Chính xác là như vậy đó. Quý vị mà muốn biết cái sở đoản của ai đó, tức là muốn biết những cái xấu của người đó, thì mình đi tìm một cái người nào mà nó không ưa cái con nhỏ này. Mình hỏi là thôi, nó nói từ A tới Z, không hỏi nó cũng nói. Bới móc lỗi của người khác, đây là cái chuyện rất dễ làm. Tại sao? Tại sao quý vị? Có hai lý do. Một là ghen tị mà ra. Mình cũng đẹp, nhưng mà tại vì nó xuất hiện cho nên mình xuống hạng hai đó. Chứ không có nói là mình hạng nhất rồi, phải không quý vị? Không có mày là tao là hoa hậu rồi, tại vì có mày cho nên tao thành hoa hôi. Do tâm ganh tị mà ra. Và cái nguyên nhân thứ hai mà họ hay bới móc lỗi của người khác là để tôn cái tôi của mình lên. Mình dìm người ta xuống, mình hạ người ta xuống để tự nâng mình lên. Cái đó như là mạng quá mạng. Đây là một cái tâm niệm làm cản trở thánh trí trong mỗi chúng ta. Sự tu tập của chúng ta sẽ không phát triển được. Quý vị khỏi nhìn ở đâu xa, cứ nhìn ngay những bạn đồng tu của mình ở trong một đạo tràng. Những người mà tu tập tốt, họ không bao giờ nói chuyện của ai, nhất là lỗi xấu của người khác. Quý vị đồng ý không? Thầy thấy nhiều Phật tử tu hành cũng tốt, mà làm bà tám cũng giỏi. Bới móc lỗi của người khác là chuyện này, là tâm lý chung của chúng sanh phàm tình. Khi chúng ta còn đầy ngã chấp, còn hơn thua, còn hận thù, còn đầy những cái sự ưa chuộng lời khen, sợ ghét đi cái tiếng chê, chúng ta kẹt vào cái tiếng khen tiếng chê là lập tức chúng ta xảy ra ganh tị. Khi ganh tị thì chúng ta sẵn sàng bới móc lỗi của người khác. Trong khi Đức Phật dạy mình rất là đơn giản: đừng tò mò vạch lỗi việc người làm hay chưa, hãy nhìn lại việc mình đã làm hay vất bừa. Nếu mình tu tập nghiêm túc thì mình chỉ nhìn mình thôi, chứ không có nhìn ai hết. Khỏi có phải mất thời gian. Mình mất thời gian cho những cái chuyện thị phi, nó sẽ không có tăng thêm cái phước báo cho mình. Sự an lạc của mình nó lại bị giảm đi, vì nó có kẻ hở, thánh tài nó bị thất thoát. Tức là chúng ta tự gieo lấy một cái nhân thị phi, thì người khác người ta gặp mình mai mốt người ta cũng kéo mình vô, người ta nói thị phi nữa. Tới lúc đó mình muốn dừng lại dừng cũng không được, là tại vì mình gieo cái nhân nói thị phi. Thành ra người khác người ta biết mình thích nói thị phi, người ta cũng tới, người ta kêu mình ra nói: bà tôi đây, tôi nói cho bà nghe cái chuyện này là tin nóng hổi, tin sốt dẻo, tôi nói một mình bà nghe thôi, bà không nói cho ai nghe không. Vậy mà tới chiều cả đào tràng biết hết. Ngộ vậy đó. Theo quý vị thì cái xấu hổ nhất của con người là cái gì? Cái xấu hổ nhất của con người chúng ta là gì? Có phải làm ác không? Không phải làm ác chứ làm gì? Làm ác không xấu hổ chứ làm gì? Làm đẹp có xấu hổ không? Không. Mà xấu hổ gì, làm đẹp cho cuộc đời mà. Cái xấu hổ nhất cuộc đời của chúng ta đó là lòng tự mãn quá đáng. Khi chúng ta sống lúc nào cũng với cái tâm tự mãn của mình, mình cho rằng mình là hơn ai hết, cái gì mình cũng giỏi, cái gì mình cũng số 1, người ta là chúng ta bỏ xuống hết.
Tâm này gọi là cái tâm mục hạ vô nhân. Tức là trong con mắt của mình không có ai hết. Xem trời bằng dung thôi, không có coi ai ra gì. Cái lòng tự mãn này nó sẽ đưa chúng ta đi tới cái chỗ người không biết hổ thẹn. Nhiều khi mình làm quá đáng đi, quá trớn đi, mà mình cứ nghĩ là chuyện bình thường. Tất cả những điều này là do cái tâm tự mãn của chúng ta mà ra, thưa quý vị. Khi chúng ta không biết dừng lại, sở dĩ mà những người giỏi người ta được bình yên là chính ở chỗ người ta biết giấu cái tài của họ. Họ biết ẩn lại bớt những cái năng lực đặc biệt chứ không có khoe khoang ra, cho nên họ được bình yên. Đằng này mình có một chút à, ai cũng biết hết đó. Để đến khi mà người ta nhắc mình thì mình mới được, mới chịu, mới bằng lòng. Còn không nhắc là không có được. Thầy có kể cho quý vị nghe một cái câu chuyện. Tức là có một vị thiền sư. Vị thiền sư này xuất thân vào thời Trịnh Nguyễn phân tranh, tức là vào cái thời Nam Bắc Triều. Vốn là một người học trò giỏi. Thì khi ở làng quê, cậu học trò này học giỏi lắm, cho nên được thầy đồ rất là thương. Và cậu học trò này, anh chàng hàng sĩ này đem lòng thương con gái tiểu thơ, con của thầy dạy học. Và mối tình ở cái miền quê này đầm thắm như thế. Cuối cùng họ cũng chia tay nhau để tiễn đưa chàng hàng sinh này lên kinh để ứng thí. Và họ hẹn ngày trở lại vinh quy bái tổ, kết nghĩa châu trần. Thì khi mà vị hàng sĩ này đổ trạng nguyên, thì vua mới ban chiếu cho, đó là gả công chúa cho. Thì quan trạng từ chối, nói rằng là đã có một mối tình ở quê nhà và đã hứa hôn rồi, cho nên là học trò không dám làm những cái điều trái với can thường đạo lý đó. Tam can ngũ thường. Thì trong đó, trong tam can tức là ba cái diện mối. Thứ nhất là diện mối vua tôi, diện mối thứ hai là diện mối cha con, thứ ba là diện mối vợ chồng. Cho nên là hạ thần không dám làm những điều trái với can thường đạo lý. Thì vua cũng vui lắm, thấy quan trọng là cái người có đạo đức. Thì ngài quan trọng vinh quy bái tổ. Thì quý vị biết hồi xưa mà từ ở làng quê nghèo đi tới kinh đô thì phải mất đi gần 6 tháng đi bộ, hoặc là đi bằng ghe, bằng thuyền. Rồi khi trở về cũng vậy, 6 tháng. Nhưng mà khi quan trạng trở về lại làng quê xưa, vẫn là lũy tre già đông đưa bóng mát, vẫn là con đường làng quen thuộc ngày nào. Nhưng nơi đó không còn bóng dáng của người xưa ra đón nữa. Quan trạng ngạc nhiên đi về thăm thầy giáo cũ của mình, thì mới hay tin người con gái đó đã thế phát xuất gia. Chứ không phải chết, thầy đã có người đón chết rồi. Quan trạng buồn quá, tìm tới chùa thì bị cự tuyệt. Tức là ni cô này không ra tiếp, đâu có gì gì phải tiếp nữa. Quan trạng rất là buồn, không có lý do gì để tới chùa nữa hết. Cho nên là bắt đầu tìm cách để tới chùa. Nghĩ tới nghĩ lui, quan trạng nghĩ giờ chỉ có tìm hiểu giáo lý thôi, chỉ có học Phật Pháp thôi, thì mới có cái cơ hội đi tới chùa để được gặp người xưa, cho thỏa lòng mong ước. Đúng là một kiếp chung tình. Không biết ở ngoài kia cổng chùa của thầy trụ trì này có ai đứng đó không biết. Mà đứng ở đó cũng chờ gặp thầy trụ trì, chứ không phải gặp thầy đâu, đừng cười. Thì quan trọng được thỏa lòng, tức là nhờ học giáo lý, cho nên có cái lý do tới để đàm đạo cùng với Ni Cô, với lại sư trưởng ở trong chùa.
Tại vì vị sư trưởng cũng nể gì đây là trạng nguyên mà, cho nên phải ra phải tiếp. Mà sư trưởng trụ trì là sư phụ dạy xuống thì tiểu ni cô này có dám chống lệnh không? Đâu dám. Phải tuân nghiêm lệnh của sư phụ, đành phải ra tiếp quan trạng để vấn đáp Phật pháp. Cuối cùng thì quý vị biết tiểu ni cô đó từ chối với quan trạng rằng nếu như đại nhân còn tới đây một lần nữa, tiểu ni sẽ tự tử chết. Nếu như quan trạng nặng lòng với lại tiểu ni, dành hết tình cảm, thì cứ xuất gia tu tập đó đi. Tiểu ni sẽ đời đời ghi nhớ tấm lòng này, chân tình này, và mong có ngày được đền đáp. Theo quý vị thì quan trạng có xuất gia đi tu không? Hay quá. Sau đó quan trạng trở về triều đình buồn, buồn quá là buồn, không nói không rằng gì hết, lặng thầm phụ với vua làm việc trong suốt 3 năm. Mà quan trạng là người rất là thông minh, tinh tế, giúp được vua rất là nhiều việc. Cho tới một ngày kia quan trạng thấy trống rỗng, đầu óc của mình nó chẳng là gì hết, cho nên dân biểu từ quan, xin được xuất gia học Phật. Vua ngạc nhiên, vua mới hỏi tại sao như vậy, trong khi khanh là một trong những rường cột của quan gia, của quốc gia. Sơn xã tắc này được bình định chính là nhờ tài trí của khanh, một trong những lương đóng công thần. Tại sao lại bỏ hết công danh phú quý? Quan trạng nói, cuộc đời con người như giấc mộng, cuối cùng rồi cũng bỏ hết, tay không trở về với cát bụi. Cho nên nếu như bệ hạ có thương hạ thần thì xin chuẩn tấu cho hạ thần được treo ấn từ quan và xuất gia tu tập. Vua năn nỉ thế nào cũng không được, quan trạng nhất quyết là xuất gia tu tập. Mà quý vị biết khi hiểu được giáo lý của Đức Phật, quan trạng nhất định tu tập. Thì lúc bây giờ vua đó mới nói thôi, bây giờ đừng có đi tu ở đâu, để trẫm xây luôn một ngôi chùa tại hoàng cung để cho khanh ở đó trụ trì tu tập, để rảnh rang thì trẫm tới đó để hỏi đạo. Thì quan trạng đồng ý. Quý vị biết thì lúc bấy giờ đó mọi người rất là kính nể quan trạng ở chỗ tài năng và đức độ. Có tài mà không cậy tài, có đức mà lại hết sức khiêm cung, cho nên người ta mỗi khi nhắc tới quan trạng đều gọi là đại đức trạng nguyên. Đó, thêm cái chữ trạng nguyên vô nó mới rối rắm cuộc đời. Đại đức thôi, đằng này thêm chữ trạng nguyên, giống như bây giờ thầy thấy giới thiệu đại đức tiến sĩ, đại đức thạc sĩ rồi nó cũng giống vậy đó. Thầy hồi xưa giới thiệu là đại đức trạng nguyên, thì ai tới gặp cũng phải bạch, cũng phải thưa bạch đại đức trạng nguyên. Lâu ngày dần nó quen, cho nên có ai đó mà quên bạch đại đức mà quên chữ trạng nguyên, thế là đại đức trạng nguyên sụ mặt. Thời gian nó trôi qua, năm tháng nó dần quen với cái cách xưng hô mà tôn vinh lên rồi. Cho nên đạo đức của quan trạng nó đã giảm mà quan trạng không hay biết. Sự tu tập nó giảm không hay biết được, cung kính được tôn sùng riết nó quen rồi. Cho nên là ai đó mà chê hoặc là nói thiếu thôi là quan trạng buồn. Cho tới một ngày kia, một buổi chiều mưa lất phất bay, chú thị giả chạy vào và bạch sư phụ, có một sư cô tới xin được ra mắt sư phụ.
Quan Trạng suy nghĩ, mình đâu có giao du với thường dân, đâu có quen ai, chỉ ở trong cung thuyết pháp thôi, sư cô nào. Không lẽ là người xưa chăng? Trời ơi. Thế là Quan Trạng trong lòng hồi hộp, cảm giác này bỗng dưng sống lại sau 18 năm xa cách. Ôi dồi ôi, đúng như thật, người xưa xuất hiện. Và sư cô này tới để xin được đảnh lễ vị thiền sư này, Trạng Nguyên thiền sư, Đại Đức thiền sư. Thì cái vị thiền sư này bây giờ được gọi thiền sư rồi, cảm thấy hồi hộp lắm, tim đập mạnh hơn, bối rối, không biết bắt đầu từ đâu để mà hỏi, chỉ có nhìn thôi mà không hỏi được gì, không dám hỏi, ngại. Thì sư cô này vào thẳng vấn đề là bạch thiền sư, con ở quê không khéo nói chuyện, cho nên con xin thưa một điều đến đây. Chỉ có một việc xin được thưa với là Hòa Thượng, mong Hòa Thượng thương xót, Hòa Thượng thiền sư thương xót. Thì quý vị biết ngay cái lúc mà cái sư cô này thưa hỏi mà cũng quên cái chữ Trạng Nguyên đó, cái ông thiền sư này ông cũng cảm thấy hơi khó chịu. Mặc dù là tình cảm lắm, nhưng mà cũng hơi khó chịu. Thì mới hỏi có chuyện gì, cô cứ nói. Thì cô này có nói, bây giờ đó, bão lũ nó diễn ra liên tục hoành hành, dân chúng đói kém. Nếu như Hòa Thượng thương dân chúng, nghĩ đến tình xưa, có thể cho con xin được tượng Phật bằng vàng ở trong chánh điện của thiền sư, để con bán lấy tiền mua gạo chẩm bần cho dân nghèo. Quý vị biết vị thiền sư này lớn tiếng liền, điên rồ. Đây là tượng Phật của vua sắc ban cho ta, đây là báu vật ở trong chùa này, trấn sơn chi bảo, làm sao ta có thể làm được việc đó. Nàng cần bao nhiêu ngân lượng ta sẽ chu cấp, tuyệt đối tượng Phật này thì không. Sư cô này nói dạ không. Một là Hòa Thượng cho, còn hai không. Hai mà Hòa Thượng không cho thì thôi, con xin được lui gót. Ông này ông nói không được, ta không đồng ý. Thế là vị sư cô lặng lẽ cáo từ, còn lại một mình vị thiền sư Trạng Nguyên ngồi chơi dơi. Cũng là ngôi chùa này giữa hoàng cung rộn ràng, kẻ vô người ra tấp nập, bẩm trình thưa vân, bạch Hòa Thượng giảng sư thiền sư, bạch thiền sư Trạng Nguyên giảng sư trì Trạng Nguyên, cái gì cũng dính Trạng Nguyên. Tự nhiên bây giờ ông ta ngồi, ông ta cảm thấy nó trống trải, ông ta cảm thấy mình như đang ở giữa một cái chỗ không có người, và thấy lòng của mình nó quặn thắt. Tại sao mình lại tu không ra gì mà mình bám vào trong cái hư danh đó? Tượng Phật này cũng là giả thôi. Mà quý vị biết có sự đối đáp giữa sư cô đối với lại cái gì thiền sư này, mà cuối cùng vị thiền sư là đuối lý, cãi không lại. Tại cãi với nhau giữa chỗ sắc tức thì không, không tức thì sắc, ngay chỗ tượng Phật. Thì lúc bấy giờ ngài buồn, ngài thấy mình hữu danh vô thực, quen bám vào những thứ hư danh rồi tự mãn, cho mình là người tài ba lỗi lạc. Hôm nay khi nói chuyện với lại một sư cô quê mùa, rõ ràng trình độ học Phật của mình cũng thua người ở quê, khả năng tu tập của mình cũng thua người ở quê, huống chi mình lại vướng kẹt nhiều ở trong danh lợi, xấu hổ quá. Cả đêm thì giả mòn mỏi chờ sư phụ mình ngủ mà không thấy ngủ, đèn cứ trông ở trong thư phòng. Thì giả ngủ gục cho tới sáng, thức dậy công phu đem nước vào cho thầy mình rửa mặt, thì phát hiện thầy mình đã bỏ đi.
chỉ để lại một lá thư từ giả hoàng thượng, và từ đó không ai còn thấy thiền sư Trạng Nguyên đâu cả. Câu chuyện nó còn dài lắm. Thiền sư rời khỏi kinh đô, xuôi về đất phương Nam và phát nguyện ở đâu dân nghèo, thiền sư sẽ tự quyên góp đi làm thuê làm mướn, mua gạo nấu cháo nấu cơm cho ăn, và cuối cùng dừng chân lại ở tại Rạch Giá để nấu cháo nấu cơm cho dân nghèo ăn. Mà mỗi một lần nấu bằng một cái chảo to, dựng một am tranh nhỏ đơn sơ thôi, cho nên người ta kêu bằng hòa thượng nấu cháo, hòa thượng nấu cơm, chứ không ai biết tên. Không ai biết tên gì thầy này là ai. Thấy quê mùa cục mịch, chỉ nấu cháo chứ không nói không rằng, không tụng kinh, không bái sám, không làm gì hết, chỉ tọa thiền và nấu cháo, không thắc mắc điều gì hết. Cho nên người ta quen, người ta nhìn thấy một cái chòi tranh nằm ở một cái gốc, một cái gốc của một cái eo sông đó, rồi nấu cháo phát chẩn cho dân nghèo. Cho tới khi Nguyễn Phúc Ánh chạy loạn Tây Sơn, bị giặc Tây Sơn đuổi tới đó, và chính ông thầy nấu cháo này lấy cái chảo nấu cháo đó úp đậy Nguyễn Ánh lại, cho nên Nguyễn Ánh mới thoát chết. Sau khi quân Tây Sơn đuổi tới đó rồi hỏi thăm thì ngài nói không có, không thấy. Tại vì uy tín của ngài rất là lớn, dù không phải là một đại thiền sư thuyết pháp, chỉ nấu cháo cho dân làng ăn thôi mà ai ta cũng cung kính hết, cho nên quân Tây Sơn cũng nể. Thì sau khi mà giặc chạy đi rồi thì vị hòa thượng này mới mở cái chảo lên kêu nhị công tử hãy đi mau. Thì lúc bấy giờ Nguyễn Phúc Ánh mới nhìn thẳng vào mặt vị thiền sư, tại sao người này lại biết mình là nhị công tử, chỉ có những người ở trong hoàng cung mới biết thôi. Lúc bấy giờ hai người chạm mắt nhau, và Nguyễn Phúc Ánh nhận ra đây là Trạng Nguyên đại đức ngày xưa, không thể để tiết lộ thân phận, rút gươm ra đâm thẳng vào hòa thượng một nhát gươm. Hòa thượng gục xuống, thiều thào nói: công tử hãy đi mau về hướng Tây, thuyền đã chuẩn bị sẵn, đến đó có người đưa ra đảo lánh nạn. Nói xong thiền sư gục xuống chết. Cho nên sau khi lên ngôi, Nguyễn Phúc Ánh lấy hiệu là Gia Long, lập tức tìm về cái chỗ ngày xưa của vị thiền sư lấy cái chảo nấu cháo úp cứu mình, sắc tứ ban cho nơi đó xây dựng một ngôi chùa, chính là sắc tứ Tam Bảo Tự tại Rạch Giá. Quý vị có biết chùa đó không? Không biết. Chuyện nó còn dài, nhưng xin khép lại ở đây để cho quý vị thấy được rằng lòng tự mãn quá đáng của con người chính là điều xấu hổ nhất của bản thân chúng ta trong cuộc sống này. Đừng tự mãn. Cho dù cái nghiệp vụ chuyên môn của chúng ta cao, chúng ta có bằng cấp, chúng ta giỏi, nhưng mà kiến thức là vô bờ bến, kinh nghiệm là không có giới hạn, cho nên không có cái mức nào để được gọi là giỏi nhất. Phải không quý vị? Có những điều chúng ta muốn làm nhưng chúng ta lại không dám làm. Chúng ta cứ phập phồng, chúng ta cứ suy nghĩ, chúng ta cứ đắn đo. Và đó nó làm trở ngại cho cuộc sống của chúng ta, cho sự nghiệp của chúng ta. Điều thầy muốn nói chính là nỗi lo sợ ở trong lòng. Chính nỗi lo sợ này là điều trở ngại lớn nhất của chúng ta ở trong cuộc sống. Bây giờ quý vị suy nghĩ 30 giây xem coi hiện tại mình đang lo sợ điều gì. Mình có nhiều mối lo lắm, phải không quý vị? Ai cũng có mối lo, trừ những đứa nhỏ vô tư thôi. Chứ bắt đầu khi chúng ta đã hiểu được vui buồn của cuộc đời, chúng ta đều có những lo toan hết. Có gia đình, lo kiểu có gia đình. Đổ vỡ, lo kiểu có đổ vỡ. Có con, lo kiểu có con. Con nhỏ, lo kiểu con nhỏ. Con lớn, lo theo kiểu con lớn. Chồng mình già, xin lỗi, cũng còn lo. Thầy thấy có nhiều người thấy tội nghiệp lắm. Biết chồng mình là cái người không có đứng đắn, không đàng hoàng, vậy mà nghe dụ ngọt rồi cũng xui lòng. Nhưng mà rồi bắt đầu lo tiếp.
thích sống trong ảo giác, tự mình mâu thuẫn với mình, thì cái cuộc sống đó quý vị thấy thực sự không có thoải mái, lo đủ thứ hết. Hay là tại vì thầy ở trong chùa nó quen rồi, thầy không có biết được những cái nếp sống ở ngoài đời, không biết được những cái nỗi khổ nó rất là vi tế, nó rất là chi ly. Nhiều khi thầy không có hiểu, mấy Phật tử cứ tới chùa nó chỗ khổ lắm thầy, cái gì cũng lo, có tiền cũng lo, không tiền cũng lo, đẹp cũng lo, xấu cũng lo. Thầy nói làm gì có tiền mà lo, họ nói có tiền lo sợ nó mất tiền, nó cuối cùng phải giữ khư khư làm ăn được rồi bắt đầu lo sợ mai mốt là không được, cho nên cuối cùng làm đó. Quý vị thấy con người ta đổ xô đi kiếm tiền thấy không, bất luận bỏ coi như là bán sức khỏe để lấy tiền, cài cho có tiền, tới khi có nhiều tiền rồi bắt đầu đi lấy tiền mua lại sức khỏe. Quý vị thấy mâu thuẫn không? Khi có tình cảm lại phung phí tình cảm, làm eo làm sách, làm nũng làm niệu, nhõng nhẽo lên nhõng nhẽo xuống, làm mất gớm. Tới khi thấy được dấu hiệu người ấy sắp ra đi, lúc bây giờ bắt đầu mới hoang mang, ước gì anh ở đây giờ này. Ôi, quá là thừa thải. Quý vị thấy mâu thuẫn không? Quá là mâu thuẫn. Cuộc sống của chúng ta những lo toan, thực chất lo toan này cũng từ tham chấp mà ra. Cho nên chúng ta đánh mất đi những thứ bình yên lẽ ra mình sở hữu nó suốt cả cuộc đời. Còn khi nó không sở hữu thì mình hiểu ngay đó là nhân duyên. Nhân duyên tụ tán nó hoa nở rồi hoa tàn, lẽ hoa nở hoài. Chẳng lẽ mình đẹp hoài mình không già? Có ai mà trẻ mãi không già không? Vậy mà gặp mà nó trộn, số lúc này cho tôi thấy bà trẻ quá cũng khoái cười. Cười thôi chân chim đà điểu nó hiện lên mà cũng cười. Nó nghe khen trẻ cái là cười, tí tít là cười quá trời quá đất. Có một câu chuyện ngụ ngôn là có cái bà già đó, bà thích. Bà thích được trẻ mãi không già. Bà òn ỉ cuối cùng Thượng Đế cho bà là trẻ mãi không già. Bà là 78 tuổi rồi. À, mà bây giờ Thượng Đế cho bà trẻ lại là 18 thôi. Trời, bà nhí nha nhí nhảnh, bà ẹo tới ẹo lui, bà dẹo qua dẹo lại. Bà đi ra đường mà gặp ai bà cũng cười hết trơn. Thế là mấy cái thằng trôi trôi nó chọc ghẹo bà. Bà chửi mồ tổ cha mày, tao đáng bà nội mày đồ quỷ. Bà thì bà thấy bà 78 tuổi đáng bà nội nó, nhưng mà nó thấy bà có 18 tuổi, tại bà trẻ mà. Nó cho nên nó chọc ghẹo bà. Bà tức quá tức, cuối cùng bà đi tới Thượng Đế, thôi thôi tôi mệt lắm rồi, cho tôi già lại đi chứ tôi trẻ tôi khổ lắm. Tụ quỷ nó cứ ngang, nó khiều đi ngang, nó móc rồi nó nói này nói kia hoài, tôi mệt quá cho tôi già lại cho tôi bình yên. Nó có vậy thấy. Tuy rằng đây là một cái câu chuyện ngụ ngôn, nhưng mà nó mở ra một cái hướng suy nghĩ cho chúng ta rằng lắm lúc chúng ta cũng giống cái bà già này đó. Chúng ta cứ đua đòi, chúng ta chạy theo cái sở muốn của mình, cái ham thích của mình, rồi cuối cùng mình mệt nhòi về cái ham muốn đó, chúng ta quay trở lại, chúng ta trả. Khổ ghê lắm. Con người ta nói như vậy đó. Tức là tối ngày cứ quanh quẩn bên cái lo sợ, và chính cái lo sợ này nó cản trở cái cuộc sống của mình hướng tới đời sống thánh thiện. Chúng ta không thể nào chúng ta bình yên được. Quý vị thấy trời mưa có lo không? Lo chứ, nhất là có con có cái. Rồi đường xá bây giờ là chật hẹp, người thì đông, đi quẹt qua quẹt lại cũng không nhịn nhau. Là thấy chợ ngoài đường gây lộn nhau rần rần, té ra không ai nhường ai, không ai nhịn ai hết á. Cứ lấn lên rồi cuối cùng kẹt hết á. Ta thấy xe mà chạy leo lên trên lề, có nhiều cái tai nạn thảm khốc, người đi bộ trên lề bị người dưới đường tông xe lên chết. Tưởng xe đụng ở dưới đường thì không sao, mà tự nhiên xe dưới lề, dưới đường chạy thẳng lên trên lề tông người nó té chết. Tội nghiệp ghê vậy đó. Cái nghiệp mà tránh không có khỏi. Thầy nhớ năm đó là năm 87, thầy đi thi đại học ở Cần Thơ đó, thì nó có xảy ra một cái chuyện rất là ly kỳ. Thầy ở nhà của một cái người bạn thầy ở ngay chân cầu Đầu Xấu đó. Quý vị biết cầu Đầu Xấu ở Cần Thơ không? Thì sáng sớm đó, người ta rần vậy, 4 giờ sáng người ta đi ra, người ta vớt xác cái ông đó ở dưới cái hầm cá dồ, ông chết. Tức là ở dưới quê người ta, xin lỗi, người ta đi vệ sinh sớm lắm, thì 4 giờ sáng không đi, mà không biết làm sao có chiếc xe đò nó lủi xuống ngay cây cầu đè ông chết vậy đó. Tức là ông bị xe đụng mà không đi ra ngoài đường mà vẫn bị xe đụng,
mà đi ở trong cái chỗ nhà vệ sinh đó, cầu cái dồ đó quý vị biết, mà xe anh đè xuống chết, cái đó cũng là tai nạn giao thông. Quý vị thấy hy hữu không? Cuộc đời này nhân quả nó sòng phẳng, nó rõ ràng lắm. Thì chúng ta lo sợ đủ thứ chuyện trên cuộc đời làm trở ngại đời sống tu tập của chúng ta. Điều mà chúng ta cần phải suy nghĩ ở trong cuộc sống của mình, đó là sai lầm của con người. Con người có nhiều sai lầm lắm, nhưng mà sai lầm lớn nhất của đời người là gì? Từ bỏ mục đích cao thượng của tâm hồn. Ai cũng có những mục đích cao đẹp hết, chứ không phải là người đã ác hết đâu. Quý vị thấy thỉnh thoảng mà thầy đọc những cái lá thư của những tử tù đó, quý vị biết họ là những cái người mà gian ác lắm, mới bị kết án tử tù. Nhưng mà khi họ viết cực nhật ký đó, viết hồi ký lại đó, thầy thấy họ viết những tình cảm rất là chân thành họ dành cho con và cho vợ của họ. Họ ra ngoài họ làm tướng cướp, nhưng mà về nhà rất thương vợ thương con. Đó cũng là mục đích cao đẹp của họ. Họ thương con, họ ghi lại những cái nỗi lòng của họ đợi chờ đứa con. Khi mà con đi học tới giờ chưa về, hoặc là nghe tin con bị bệnh, đó cũng là những cái mục đích cao đẹp. Và họ muốn có một cái đời sống đầm ấm, không có hơn thua, không có hận thù. Mà bây giờ lỡ bước chân vô giang hồ là rút ra đâu có được, phải không? Lỡ làm đại ca rồi đâu có bước chân ra được. Phải một là anh tồn tại, còn hai là anh phải chết. Mà tồn tại phải tồn tại theo kiểu gì? Chia lãnh địa với nhau, xứ nào ở vùng nào không được xâm lấn với nhau đó. Chứ không có chuyện mà đại ca thối ẩn giang hồ. Đại ca mà thói ẩn giang hồ là đặt vấn đề, có thể là làm những cái chuyện khác. Cho nên là tự động nhóm khác nó tới, nó kiếm chuyện, nó thanh toán nhóm này. Nó giành lãnh địa rồi. Đại ca thấy đàn em tới than thở, bây giờ không có đại ca, tụi nó tới tụi nó ăn hiếp, tụi em đâu có mắc mặt như thế này. Cho nên cuối cùng đại ca tái xuất giang hồ. Khổ không? Cho nên đối với mục đích cao thượng của mình ở trong cuộc sống, nhất định mình phải làm sao vươn tới. Dù bất cứ lý do gì, trong hoàn cảnh nào, cho dù chúng ta bệnh tật, chúng ta thất bại, hay chúng ta đau khổ, chúng ta cũng đừng từ bỏ mục đích cao thượng của mình. Hễ mình từ bỏ nó là không bao giờ chúng ta được bình yên hết. Cho nên quý vị thấy trong cuộc đời này, sai lầm lớn nhất đó là chúng ta bỏ đi cái ý nguyện thánh thiện, hay đơn giản chúng ta hiểu rằng đó là mục đích cao đẹp của đời người. Điều mà làm đau khổ nhất cho cuộc đời của chúng ta đó là cái tôi ích kỷ. Cái tôi ích kỷ nó làm cho mình đau khổ nhất. Tại vì khi mà chúng ta đưa ra một vấn đề gì, chúng ta có cái suy nghĩ, có quan điểm sống. Khi chúng ta đã có suy nghĩ, có quan điểm sống, thì người khác không theo quan điểm của mình, không theo suy nghĩ của mình, lập tức chúng ta đau khổ. Thầy chỉ đơn giản thí dụ thôi. Thầy ở trong chùa, khi thầy nhận đệ tử, thầy có quan điểm rõ ràng. Đệ tử thầy, một là tu nghiêm túc, hai là rời khỏi thiền môn, trở về thế tục. Không có lộn xộn, không có cái chuyện lẫn nửa đời nửa đạo ở trong chùa. Nhưng mà trong cuộc sống này đâu phải chú đệ tử nào cũng theo ý thầy đâu. Có những chú vô tình phạm lỗi, có những chú cố ý phạm lỗi, và có những chú vì cái nhân duyên rất là kỳ cục phạm lỗi. Và bây giờ mình phải làm sao? Không nghiêm khắc là sẽ không dạy được những người còn lại, không làm gương được để thị chúng, để xứng đáng với niềm tin của Phật tử dành cho, để xứng đáng với tình cảm và kỳ vọng của lục thân quyến thuộc hy sinh cho mình, cắt ái từ thân. Nhưng mà bây giờ phạt chú thì cũng đau lòng. Một cái gật đầu của thầy thôi, cuộc đời của chú có thể đi tới chỗ kết thúc. Một cái lắc đầu của thầy thôi, con đường của chú đi sẽ bế tắc. Tất cả do đâu? Thực chất do ngã chấp của mình, do quan điểm của cá nhân mình. Cái quan điểm nó rất là phấn khích cho con người hướng tới mục đích cao thượng. Nhưng nếu bám chặt vào cái quan điểm đó,
nó sẽ làm cho mình mòn mỏi trong phiền não. Rất là khổ sở, quý vị muốn con mình ngoan, nhưng mà bây giờ nó không ngoan, quý vị khổ không? Rồi không lẽ mình cứ quánh nó hoài, mình cứ mắng nó hoài, mình cứ nặng nhẹ nó hoài? Chẳng lẽ là mình cứ đuổi xô nó, rồi mình từ chối nó, đâu có được. Mà bây giờ chiều nó là càng chết lớn. Bây giờ làm sao? Cho nên thầy thấy cha mẹ rất là khổ với con cái trong thời đại hiện nay. Khổ lắm. Nói con nó không nghe, khuyên nhủ nó không theo. Mà bạn bè, xin lỗi chứ, rủ một cái là nó chạy có cờ. Còn cha mẹ kêu nó hẹn lần hẹn lựa. Thực tế là vậy đó. Phải không mấy đứa con trai, con gái, thanh niên, con trẻ? Bạn bè kêu thì chạy có cờ, còn cha mẹ kêu thì hẹn lần hẹn lựa. Có mấy em sinh viên, học sinh nó nghỉ hè nó tới chùa, thì nó ở tuần hoặc là nửa tháng, một tháng đó. Thầy thấy có nhiều đứa nó ngoan lắm quý vị. Mà khi mẹ nó tới chùa đó, mẹ nó kể ra cái lý lịch của nó cho thầy hết hồn chứ. Đúng là có tiền án tiền sự. Mẹ nó sai cái gì nó cũng chờ con một chút, chờ con một buổi. Mà nó đang làm cái gì đó mà bạn nó nhắn tin ấy, rồi tao tới liền. Bà mẹ ba khóc quá, nói mày đi tới đó mày ăn cơm luôn đi. Nó còn nói đó mẹ ích kỷ quá. Tự nhiên mẹ đi nói con, đi giành con với bạn con. Nó còn nói ngược lại với mẹ nó nữa. Mẹ nói biết về đó đẻ cái trứng gà ăn cho bổ. Đẻ ra mắc mệt, nuôi tới lớn lên cực khổ, té ra nó cãi lại mình. Thầy thấy mấy vị Phật tử mà bồng mấy đứa con nhỏ tới chùa thầy thấy mệt. Nó lôi nhôi lóc nhóc mà nó khỏe đó, huống chi nó bệnh hoạn. Trời, thầy thấy nó còn đỏ hỏn nhỏ xíu trên tay vậy đó. Nuôi tới lớn, từng cái ánh mắt, từng nụ cười, từng tiếng nói của đứa con nó gắn liền với biết bao nhiêu nỗi niềm hy sinh của cha mẹ. Vậy mà nuôi tới lớn nói nó không nghe, nó nghe lời người dưng khác họ, tức chết đi. Thầy nghĩ làm cha mẹ là chắc tức lắm. Cho nên là khi mà la mấy đứa nhỏ đó, thầy hay ép mấy đứa nhỏ lắm. Thầy nói là không hiếu thảo, không nghe lời cha mẹ là không được. Có mấy đứa nó bức xúc, nó nói thầy ép tụi con. Thầy không biết đâu, có nhiều người cha người mẹ cũng ác lắm. Giống như có một em Phật tử đó, nó viết thư nó kể với thầy đó. Nó nói là mẹ nó bán hai chị em đó để lấy tiền, bán cho mấy người đại gia tuần lễ để lấy 2,000 đô đi nhảy đầm. Tàn nhẫn không? Nó còn coi đĩa của thầy ca ngợi tình mẹ. Con thấy mẹ người ta giống bà tiên, còn mẹ con giống phù thủy. Con hận bà lắm. Thực tế cuộc đời này vẫn có những thứ rất là phũ phàng, nghịch lý nó diễn ra. Nhưng mà quý vị thấy tất cả đều theo cái ý của mình là mình vui, còn không theo ý mình là mình cảm thấy bực bội. Thí dụ như bây giờ quý vị tới đây, quý vị tới rất là sớm, thầy nghe thầy trụ trì nói nãy là 5 giờ quý vị tới rồi. Đó, nhưng mà chen vô ngồi dành hàng nhất, té ra ngồi ngay chẳng ở chỗ bị cái đèn án, không thấy mặt thầy. Có buồn không con? Trời ơi, hay quá không? Không mà chồm qua chồm lại. Đi vô đây nghe giảng cũng phải kiếm cái chỗ nào ngồi để dễ thấy mặt thầy phải không? Ở chỗ nào để nghe cho rõ. Thí dụ như việc cái âm thanh nó cà khẹt, bây giờ thầy đổi qua cái giọng phương thanh nó cà khàng đục ra, quý vị nghe được không? Nghe cũng khó chịu. Cho nên suy nghĩ của mình được đáp ứng, mình sẽ thoải mái. Còn suy nghĩ của mình không được đáp ứng, mình sẽ buồn phiền. Đạo Phật gọi đây là tri kiến. Nói sâu xa hơn, tri kiến là cội gốc của vô minh phiền não. Trong Kinh Lăng Nghiêm Đức Phật nói, tri kiến lập tri tức vô minh bổn. Tức là những quan điểm của chúng ta, những suy nghĩ của mình mà mình áp đặt nó cho người khác và chúng ta bị nó buộc trở lại, thì đó là cội gốc của phiền não, cội gốc của vô minh. Thầy thí dụ nè, bây giờ quý vị quen nhìn thấy hình ảnh của thầy là mặc áo ca sa khi thuyết pháp phải không? Đắp y đeo chũa rồi nhìn nó thanh thoát phải không? Bỗng như một ngày kia thầy đổi qua thầy mặc kimono. Quý vị nghĩ như sao? Quý vị có ngồi nghe không? Chắc chắn là không rồi, đúng không? Quý vị sẽ đặt một cái dấu hỏi. Ôi trời, ông này ông nào? Phải ông thầy không? Bây giờ thầy không mặc áo cà sa này nữa, thầy mặc áo vest. Thầy bận nguyên bộ đồ vest đó, màu đỏ chói vậy đó. Giống như mấy MC lạng qua lạng lại trên sân khấu cho nó sáng rực lên.
Khi thầy lên pháp tòa, thầy bận áo vest, thầy ngồi đó thầy nói chuyện quý vị, dám nghe không? Dám ngồi nghe không? Quý vị sẽ không nghe, thậm chí quý vị còn coi thường nó, ông này ông gì chứ không phải ông thầy. Vì sao? Vì suy nghĩ của quý vị, thầy Thiện Thuận phải là một ông thầy hiền lành, đầu cạo trọc, bận áo cà sa, đeo chuỗi cho đẹp. Đó, tự nhiên bây giờ tóc lúng phúng ra, nhìn mặt giống giang hồ ấy ghê. Đó. Rồi xăm tay, xăm chân, dán hình này, dán hình nọ, rồi mặc áo vest. Quý vị nhìn thấy vậy, quý vị đâu có còn suy nghĩ rằng ông thầy này là ông thầy nữa đâu. Mặc dù thầy chưa xả giới, thầy chưa xả giới, thầy vẫn còn giới thể tỳ kheo. Thì mặc đồ đâu có lạ gì đâu, chiếc áo đâu có làm nên người tu, phải không quý vị? Bây giờ tất cả quý Phật tử vô đây ngồi áo tràng, mặc áo tràng hoặc mặc áo giặt hò hết. Bỗng dưng có con nhỏ kia bận đồ hở trước trống sau, không có dây nào hết, chàng ràng ngồi ngay chính giữa hàng nhất đây, quý vị có để cho nó ngồi yên không? Có không? Lôi nó xuống xử đẹp nó chứ. Ê con nhỏ kia, mày té giếng hả? Mày đi nghe thuyết pháp hay là mày đi đăng xin? Phải không quý vị? Mày đi tới chùa nghe thuyết pháp hay mày đi vô quán ăn thịt nết? Xử nó đẹp liền. Tại vì quý vị nghĩ rằng quan điểm của mình, Phật tử đi tới chùa phải mặc áo tràng, phải hiền lành. Đằng này nó mặc đồ mà nó đi sợ trúng gió, vậy nó trống lỏng là gió nó nhập vô mấy hồi. Chính quan điểm đó được chúng ta đặt ra, và cuối cùng nó bó buộc lại chúng ta, chúng ta không thoát ra được. Cho nên chúng ta đau khổ. Mỗi bữa tối mà dâng hương, mình lại Phật này, mình cúng Phật này, chúng ta dâng năm thứ hương. Một là hương giới, hai là hương định, ba là hương huệ, bốn là hương giải thoát, và thứ năm là hương giải thoát tri kiến. Hương thứ năm đó là hương đặc biệt nhất, tức là chúng ta dâng cái tâm hương mà mình thoát khỏi những quan điểm buộc ràng của mình, thì mình mới được bình yên. Không phải là mình là cái dân lì, không phải là dân liều, không phải là dân mặt dày, mà chúng ta để cho ai muốn làm gì làm, mình không biết. Không phải nha quý vị, biết hết, thấy hết, hiểu hết, nhưng không để cái thấy, cái biết, cái hiểu đó nó bó buộc ngược lại mình, thì đó mới được gọi là giải thoát tri kiến. Bây giờ cái bình bông này là bình bông gì? Quý vị nhìn xem bình bông này là bông gì? Bông màu trắng là bông gì? Bông ly hả? Giờ thầy không nói bông ly, thầy nói bông bụp được không? Mắc mớ gì không được. Nó có biết nó ly hay bụp không? Tự mình đặt ra y lợi ly, thế là dính vô cái này là ly, bụp là không được. Và bông màu vàng quý vị nó bông gì? Thầy không chịu cút là nó dạng thọ đó, làm gì thầy? Được không? Đúng rồi, tại vì mình đặt nó là bông cúc, cho nên cái quan điểm của mình về bông cúc nó phải có những cánh tia tia ra như thế này, nó màu vàng. Bây giờ kêu dạng thọ sao được, ông khùng hả? Bông cúc người ta không nói dạng thọ, nhưng mà nó có biết nó là cúc hay dạng thọ không? Do mình đặt ra, mà đặt nó là cúc thì nó thành cúc với ai? Thành cúc đối với mình. Nhưng mà nếu mình đặt nó dạng thọ thì nó sẽ thành dạng thọ đối với mình. Bây giờ mình trở lại cái thời đầu tiên, nếu mình đặt cho nó dạng thọ thì nó sẽ thành dạng thọ. Đúng không? Phải không quý vị? Cái mình đặt ra đó, cái đó gọi là cái tri kiến, tức là cái mình hiểu, mình biết. Nhưng mà bây giờ người ta không nói cúc, người ta nói dạng thọ, mà mình không có cãi, mình không cần phải hơn thua, đó gọi là giải thoát tri kiến. Đằng này mình nổi gân cổ lên, cúc người chứ dạng thọ giữa cung nữa mà trợn nhé. Mình để cãi chi, rảnh quá à. Mình tu mình đâu có rảnh đi cãi mấy chuyện đó, phải không quý vị? Đó. Mình đẹp gì nó nói mình xấu, nó nói mình già, hơi sức là mình cãi. Ờ già cũng được, già có tiền thôi. Xấu cũng được, khỏe mạnh thôi, đỡ hơn đẹp. Mà như hàng ni bệnh tim, mùa thu lá bay đó. Thầy nhớ hồi nhỏ thầy nghe cái tuồng cải lương hàng ni mà cô nghệ sĩ Bạch Tuyết cô hát, thầy nói trời cái cô này mà cổ ngoài đời, cổ nhõng nhẽo cho chết mấy anh hết. Té ra sau này mỗi lần mà thầy gặp cô Bạch Tuyết, thầy hỏi sao mà nhõng nhẽo gì, bà nói trời ơi thầy, nhận cái vai đó là phải tập nhõng nhẽo thầy, mới đóng được cái vai đó. Tới chừng đóng xong cái nhõng nhẽo luôn. Giống như cái phim Ngọn Nến Hoàng Cung, quý vị thấy nghệ sĩ ưu tú Cẩm Vân, Hồng Vân chứ, Hồng Vân đóng vai bà Từ Cung nhớ không? Trời ơi, bà kiểu cách bà
cho tôi xin gặp bà Hoàng đi. Chứ phải làm rắn. Thầy gặp bà, thầy nói, tôi nghe bà nói tôi mệt quá. Bà nói không phải, phải làm ra giống như bà Hoàng, giống như Đức Bà Từ Cung, nói năng phải mẫu mực, phải như thế. Tới chừng đóng xong phim, cái bà thành bà Hoàng luôn. Tức là bà bỏ không được, bà quen luôn, bà bỏ không được. Cho nên quý vị thấy nghệ sĩ họ cũng khổ lắm. Họ chỉ xuất hiện trên sân khấu, nhưng mà cuối cùng họ đem cái sân khấu, nhân vật của sân khấu đi vào cuộc đời, cho nên họ khổ. Tại vì sao? Sân khấu không được cho họ đem tính cách của người đời vào. Đó mới là nghệ sĩ tài. Lúc ác là ác lắm, lúc hiền thì hiền lắm, lúc dễ thương thì dễ thương lắm. Cho nên chúng ta bị phân biệt bởi kiến thức là chúng ta khổ. Chúng ta bước qua được cái sự phân biệt đó, thấy biết hết, hiểu hết, nhưng không để nó chi phối, chúng ta sẽ được an lạc. Chuyện này đơn giản thôi, nhưng mà khó ai bước qua được lắm quý vị. Thật sự là khó lắm. Thí dụ như bây giờ cái này là cái bàn, nó cũng đâu có biết nó là cái bàn, phải không quý vị? Tại vì mình đặt cho nó bàn, cho nên chúng ta hiểu rằng cái có bốn cái chân, cái mặt phẳng gọi là cái bàn. Bây giờ thầy không kêu nó là cái bàn, thầy nói nó là cái ghế được không? Cũng được, tại nó đâu có biết bàn hay ghế. Nhưng quý vị sẽ cãi lại, quý vị cho rằng thầy bị té giếng hay là bị chạm dây, bị mát rồi. Cho nên là cái ghế thì là cái ghế, cái bàn là cái bàn. Làm sao có chuyện lẫn lộn cái bàn với cái ghế mà cuối cùng đi cãi ghế bàn, bàn ghế làm chi? Cái quan điểm của con người nó làm cho con người khổ. Bây giờ thầy thí dụ cái này nó hơi đặc biệt chút. Thí dụ như cái bô. Xin lỗi quý vị. Cái bô mà ta mới sản xuất ra nó bằng nhựa phải không? Bây giờ quý vị lấy cái đó múc nước uống được không? Dám không? Dám múc nước rửa mặt không? Mới mua về nó có dơ ở đâu mà sao múc nước rửa mặt không được, làm cái ca cũng được phải không? Nhưng mà tại vì ô bờ ô bô thì mày phải nằm ở trong cái gốc, chứ mày không có được ra mặt tiền, phải không quý vị? Cho dù mày mới ra lò, mày sạch cái kiểu gì mày cũng là bô thôi con, mày không được tròi đầu lên cái chỗ này, phải không? Nhưng mà thực chất bây giờ đó, nếu mà ai không biết cái gì hết, người ta không có quan niệm gì về cái đó để đựng cái đó, thì tức là người ta không hề biết rằng cái bô nó có cái công dụng đựng ấy đó. Thì người ta lấy người ta, chứ bây giờ thầy nói sao được, thầy không có nói được. Thì giờ ta lấy cái đó người ta múc nước, người ta rửa mặt cũng bình thường, chuyện đó đâu có gì xảy ra đâu, phải không quý vị? Nhưng mà mình bị kẹt bởi ô bờ ô bô thì nó phải nằm ở vị trí nào và công dụng của nó là cái gì, không thể lẫn lộn qua được cái tô để đựng canh, không được lộn với lại cái thau để đựng nước. Cái đó là bị kẹt vào quan điểm. Quý vị thấy phiền não không? Nhưng mà cái bô đã qua sử dụng rồi là tuyệt đối không có được. Nó phải ở đâu, nó phải yên đó. Nhưng mà mới sử dụng thì chúng ta cũng có thể làm cái nón mà đội được mà. Có làm sao đâu. Cái rổ quý vị đội được mà. Cái rổ mới quý vị cũng đội được. Cái thúng cũng đội được. Thì cái đó mới ra lò chúng ta cũng đội được. Đâu có sao đâu. Chuyện nó bình thường, không có gì hết. Đây là một cái thí dụ mà chúng ta dễ nhận thấy được tại sao mình kẹt vào cái quan điểm của mình. Đó chính là cái trở ngại làm cho con người đau khổ bởi cái kiến chấp sai lầm của mình. Phải không quý vị? Ở trong đây á, thầy tức là những ai mà khoảng 35, 36 tuổi, 40 tuổi trở lên á, sẽ biết một cái bộ phim thần thoại của Tiệp Khắc ngày xưa, lúc mà sau 75 mà người ta dựng lên cái phim Mai Ca, cô bé từ trên trời rơi xuống, quý vị nhớ không? Cây kim là gì? Sợi chỉ là gì? Tại vì nó hành tinh khác, nó đâu biết cây kim, nó đâu có biết sợi chỉ. Nó cũng như vậy, các pháp vốn có ra là có do sự phân biệt của con người. Mình thấy nó, mình phân biệt rồi mình đặt cho nó cái tên, cho nên nó có đối với mình, nó không có đối với người không có khái niệm về nó. Cho nên cây kim sợi chỉ có với mấy đứa bạn này, nhưng hoàn toàn không hiện hữu đối với Mai Ca. Quý vị hiểu không? Cái đó ở trong kinh gọi là nhất thiết duy tâm tạo. Trong kinh Hoa Nghiêm Đức Phật nói, tức là các pháp có ra đều do tâm mình tạo ra. Bây giờ quý vị đều biết cái micro đúng không?
Bây giờ thầy giấu cái micro này sau lưng quý vị, nó quý vị đi kiếm cái micro giùm thầy, là trong đầu quý vị tưởng tượng ra cái micro nó dài dài, nó có sợi dây. Tức là cái hình ảnh micro này và cái tên micro này, cái khái niệm về cái micro này quý vị đã có trong tâm rồi, cho nên không có hình tướng vẫn hiện hiện ra. Thí dụ như bây giờ thầy nói trời sao tự nhiên thèm xòi chua mà chấm nước mắm đường dầm miếng ớt thèm quá đi, chảy nước miếng liền, mặc dù nó không có miếng xòi nào ở đây hết. Như vậy cái dĩa xòi chua đó ở đâu ra? Ở trong tâm mình. Dĩa xòi chua đó nó có từ đâu? Có từ ở trong tâm. Cái đó gọi là nhất thiết di tâm tạo. Nhưng bây giờ đối với hành tinh khác thì đưa cái dĩa xòi chua ra, họ hỏi xòi chua là gì, mắm đường là gì, phải không? Quan điểm, suy niệm, nhận thức của con người, nó giúp cho chúng ta có thể phân biệt được tất cả mọi thứ, để chúng ta có cái sự trao đổi thông tin với nhau chuẩn xác trong cuộc sống. Nhưng chúng ta phải biết rằng chúng ta bước qua những sự phân biệt đó thì chúng ta mới giải thoát, còn không bước qua chúng ta sẽ khổ đau. Và người học Phật chúng ta cần cái điều này hơn. Nỗi sợ hãi tệ hại nhất của con người là gì trong cuộc sống này? Quý vị nên suy gẫm, đó là niềm tin của mình. Niềm tin của mình mà đánh mất là chúng ta không còn lý trí để chúng ta làm bất kỳ một việc gì hết. Chúng ta không còn động lực nữa. Cho nên niềm tin là mẹ sinh ra muôn công đức lành. Điều này Đức Phật dạy trong Tỳ Bà Sa Luận. Người tu tập bắt đầu từ niềm tin. Chúng ta phải tin rằng chúng ta tu tập chúng ta sẽ giải thoát thì chúng ta mới tu. Chứ còn tu không giải thoát, chúng ta không có niềm tin đó, chúng ta tu để làm gì, phải không quý vị? Thí dụ như bây giờ ông thầy cũng cho mình một sâu chuỗi, thì mình tin rằng khi chúng ta niệm Phật, chúng ta sẽ bỏ đi niệm ma, bỏ đi niệm sân, bỏ đi niệm hận thù, niệm hơn thua. Chúng ta tin được thanh tịnh ba nghiệp từ cái sâu chuỗi này qua pháp môn niệm Phật, thì chúng ta niệm mới có kết quả. Còn không thì chúng ta sẽ bỏ lúng bỏ liều. Bất kỳ chuyện gì cũng vậy. Khi mình gặp người đó, mình muốn trao thân kết nghĩa, mình cũng bắt đầu từ niềm tin. Nếu không có niềm tin, chúng ta đâu có tiếp xúc với họ, đâu có thể nào mà chúng ta gần gũi. Rồi con cái của mình cũng vậy, mình cho đi học cũng từ niềm tin. Mình tin nó học, nó sẽ lớn khôn nên người, nó sẽ thành tài. Và mình tin thầy cô giáo sẽ dạy nó trở thành người tốt. Phải bắt đầu từ niềm tin. Nếu không có niềm tin, tất cả đều băng hoại. Và đó là nỗi sợ hãi tồi tệ nhất của chúng ta. Thưa quý vị, món quà quý nhất để mình tặng cho con người là gì? Lòng bao dung. Cho nên chúng ta nên suy gẫm về vấn đề này trong cuộc sống. Lòng bao dung nó rất là dễ có, nhưng rất là khó làm. Ai cũng có lòng bao dung, nhưng với một điều kiện nho nhỏ kèm theo. Nếu không có điều kiện chúng ta không bao dung, sức mấy, phải không? Làm gì có chuyện tình cho không biếu không, xưa rồi diễm. Phải không quý vị? Nhưng mà khi chúng ta thương người nào đó, đồng với nghĩa, chúng ta phải thương luôn một vài tật xấu khuyết điểm của họ. Chúng ta phải bao dung với người mà mình thương yêu, thì mình mới được bình an. Và ngược lại, chúng ta phải nghiêm khắc với bản thân của mình thì đời sống gia đình nó mới yên ổn. Còn mình mà nghiêm khắc với lại người thân, lại bao dung với bản thân, thì đây chính là một trái mìn nổ chậm được chúng ta châm ngòi. Không biết lúc nào nó nổ tung ra, không biết lúc nào nó sẽ sụp đổ. Chính vì lẽ đó, chúng ta phải sống khoan dung, sống độ lượng để bình yên tận cõi lòng của mình. Nếu không, người ta làm mình khổ một lần và tự mình làm mình khổ thêm lần thứ hai nữa, nếu không có khoan dung. Chúng ta cố chấp là mình tự làm khổ mình, chứ không ai làm khổ mình hoài đâu. Người ta làm khổ một lần mình biết rồi, thí dụ như họ là con người phản bội, thì thôi, mình sẵn sàng mình tha thứ. Nhưng tha thứ không có nghĩa rằng anh tiếp tục phản bội tôi. Phải không quý vị? Tôi sẵn sàng tha thứ cho anh. Có thể tôi không cần anh, nhưng mà con cái nó cần anh. Nhưng tôi tha thứ cho anh để anh làm trách nhiệm của một người chồng và làm bổn phận của một người cha trong một gia đình. Được.
thì anh thì tiếp tục tồn tại vị trí đó, còn không bấm nút biến cho tôi yên. Làm được không? Vỗ tay yếu xìu. Tại thấy mấy chị không đủ can đảm, không đủ can đảm để nói điều này. Có mấy Phật tử chung quy cũng khổ vì cái cảnh là chồng sống 5-7 lá gan, khổ vậy đó. Là thấy ca dao nó hay ghê. Đàn ông 5-7 lá gan, lá ở cùng vợ, lá toan cùng người, rơi vào hoàn cảnh nó mới thấy nó khổ. Rồi cứ hỏi thầy bây giờ làm cách nào con niệm Phật là niệm không được. Tại vì con niệm Phật mà con ngồi để con niệm Phật, còn bây giờ ổng ở với ai, ổng ngồi nói chuyện với ai, ổng làm cái gì, nội bao nhiêu đó là con không niệm Phật được rồi. Tại niệm Phật là dễ nhất, pháp môn niệm Phật là pháp môn dễ thực hành nhất. Thầy nói tại vì con không có niệm Phật cho nên con ngồi đó con niệm ghen. Bây giờ đổi đi, niệm Phật đi, cứ Nam Mô Di Đà Phật. Thì con trả lời rằng ổng ngồi với Phật, ổng nói chuyện với Phật, ổng tụng kinh với Phật. Quý vị biết cái chị đó, con quỷ đó nó mà là Phật cái gì, quỷ ma gì đâu. Tức là trong đầu đâu có Phật mà có con quỷ con ma. Mà con quỷ con ma đã giật chồng mình, cho nên là mình mới ghét nó, mình mới hận ổng. Không đơn giản là chúng ta khoan dung, là chúng ta được bình yên đâu quý vị. Nhất là trong vấn đề tình cảm vợ chồng với nhau ở trong gia đình. Cho nên bây giờ đó, khi chúng ta tu tập đó, mình không chấp nhận ai sống buông thả. Người đó phạm sai lầm, mình cho họ cơ hội để quay đầu, để sửa sai. Nhưng nếu họ ngoan cố, mình thẳng thắn cắt đứt. Để làm gì? Để vết thương lòng không có hằn sâu thêm. Mấy chị có đồng ý không? Nhớ nha, vỗ tay là phải thực hành đó. Mạnh mẽ lên. Không có gì phải sợ, không có gì phải lệ thuộc, không có gì phải tiếp tay cho những người đàn ông mà sống tệ bạc. Không có chấp nhận chuyện đó. Mình ngồi để mình khổ, còn người ta đang vui. Thử hỏi có bất công không? Mà cái khổ đó ai gây ra cho mình? Người ta gây một lần, mình gây cho mình nhiều lần. Phải không quý vị? Cho nên mình không có nên gây cho mình khổ thêm nữa quý vị. Chính vì lẽ đó quý vị phải suy nghĩ được rằng quà tặng quý giá nhất trong cuộc đời này gửi trao cho người thân không có gì bằng lòng khoan dung. Hoàn toàn không phải bắc thang cho người đó leo tiếp nha. Không phải vẽ đường cho hưu chạy. Mà chúng ta tha thứ để được bình yên. Chắc chắn là mình phải chọn giải pháp này. Nếu không mình khổ đau trọn kiếp. Điều quý báu nhất trong cuộc đời này mà mình có thể chia sẻ được đó là tình thương. Quả thật nếu chúng ta không có tình thương, chúng ta không có thể chia sẻ được. Phải không? Như bây giờ quý vị quý mến thầy, nghe thầy bị bệnh, quý vị thấy xót ruột không? Dù không tới thăm thì cũng gửi quà. Phải không? Đó, sắp tới 20 tháng 11 này, dù không trực tiếp chứ cũng chuyển tiền vô tài khoản. Thầy gợi ý trắng trợn. Quý vị có tình thương, quý vị mới chia sẻ hết lòng. Quý vị có cảm tình, quý vị mới thật tâm mà gần gũi chia sẻ với họ. Đây là điều vô giá nhất, cho nên không có gì đổi được với tình thương. Quý vị đồng ý không? Tại sao có những con người họ lầm lũi suốt cả cuộc đời, dù họ rất thành đạt? Tại vì sao? Tại vì tình cảm trong họ đã chết rồi. Tức là họ chỉ sống với một mảnh tình đó thôi. Cả cuộc đời đó, họ không thể yêu ai được nữa hết. Ở yêu lầm một người, lỡ lầm rồi họ vẫn giữ cái tình cảm đó. Thầy biết có mấy anh Phật tử, phải nó sống rất nghiêm túc, thì nó thôi xuất gia đi, nó thôi. Con xuất gia con không được, tại vì con biết con còn nhiều cái, con không thể xuất gia được. Nhưng mà con sống như vậy để con giữ mãi cái hình ảnh đẹp của ngày xưa. Đúng dễ sợ, Lam Phương viết: tình chỉ đẹp khi còn gian dở, đời mất vui khi đã vẹn câu thề. Phải không con? Vì nó tan vỡ, vì nó ngắn ngủi, cho nên mình mới thấy nó đẹp. Còn bây giờ nó dính chùm, mình thấy trời ơi, ở dơ như quỷ, ngủ ngái như là cái máy cưa, đủ thứ cái xấu nó lòi ra hết. Vì nó tan vỡ cho nên mình mới thấy nó đẹp. Nó đẹp chính ở chỗ tình thương chúng ta có. Chúng ta có thể đánh đổi tất cả, nhưng quý vị có chấp nhận đổi tình thương của mình không?
Không bao giờ. Quý vị nhớ lại cái tuồng cải lương gì đó bên cầu Dệt Lụa, quý vị nhớ Quỳnh Nga tiểu thơ với lại công chúa Bích Trâm không? Nó khi Bích Trâm đem tới nói đó, cha nàng sẽ được thăng quan tiến chức, còn nàng sẽ được lụa là gấm dốc, và kèm theo là một điều kiện. Điều kiện gì? Nhường Trần Minh lại cho ta. Vậy là tôi bán chồng tôi sao? Quý vị nhớ đoạn đó không? Không có ai chịu hết á. Cái đoạn này thầy anh bảo cho thuộc lòng để nhớ dài luôn. Tức là không ai chịu mà trao đổi tình cảm hết. Họ có thể họ đánh đổi cả thân mạng của họ để họ giành lấy tình cảm. Như vậy mới gọi là chung tình, phải không? Như vậy mới gọi là sống đồng sàng, đồng tịch thác, đồng quan, đồng quách. Xin lỗi, chuyện đó là chuyện ở trong phim rồi con. Con mà bữa nay không có, ngày mai nó có người khác rồi. Đời bây giờ khó lường lắm, giang hồ hiểm ác lắm. Tình thương nó làm cho chúng ta có thể thăng hoa trong cuộc sống. Nó có thể làm cho con người ta có thể xăng tay áo, mạnh dạn lao vào cuộc đời. Nhưng rồi tình thương nó sẽ làm cho con người ta chết gục trong nỗi thống hận khổ đau. Cho nên tình thương nó có hai mặt của cuộc sống. Đức Phật dạy chúng ta yêu thương mà không đau khổ, chỉ có một cách duy nhất là yêu thương phải có chất liệu của từ bi. Tức là đừng đặt điều kiện lên đối tượng yêu thương. Thầy có kể quý vị nghe một cái câu chuyện Ngụ Ngôn của Hy Lạp thì sao, về cái sự tích người đàn bà, quý vị nhớ không? Tức là hồi xưa Thượng Đế làm nắng ra cái người đàn ông, thấy nó buồn quá, cuối cùng là Thượng Đế mới rút cái xương sườn của cái người đàn ông đó ra để nắng ra, không biết làm gì, không biết sao, đặt cái tên là đàn bà nó, rồi đem xuống tặng cái người đàn ông này. Cái người đàn ông này nó thôi con sống mình quen rồi, con sống hai mình con sống được, tao Thượng Đế đem về đi. Thượng Đế nó cứ giữ đi, rồi con sẽ thấy được giá trị của món quà này rất là đặc biệt đó. Cái người đàn ông này bắt đầu mới chấp nhận người đàn bà. Nhưng mà một thời gian rồi người đàn bà này làm đủ trò hết, mệt quá mệt, khổ sở gì đâu á. Cuối cùng ông này phải kêu Thượng Đế trả chị đàn bà về, thôi Thượng Đế đem cái món quà về bỏ ông kho nhốt lại đi, đừng có thả xuống, nó còn mệt, nó còn khổ lắm rồi, còn rối quá rồi. Thời gian sau cái người đàn ông này bỗng dưng thấy nhớ người đàn bà, chạy lên năn nỉ Thượng Đế, thôi cho con xin lại chị đàn bà đi, con buồn quá. Thượng Đế nó cũng mày mệt quá, mày trộn rộn, bắt đầu mới đem trả lại, đem đưa cái chị đàn bà lại cho cái anh chàng này. Anh chàng đàn ông này mừng quá, nhưng mà được một thời gian là ảnh mệt quá, tại vì chỉ nhõng nhẽo quá, chỉ đòi hỏi đủ thứ hết đi, ngồi ở nhà chỉ có sơn móng tay, chải tóc, bận đồ rồi ra suối ngắm hình mình thôi. Anh là đi làm mệt mỏi vậy, anh em thích cành hoa bên bờ suối. Anh này phải bườn qua bờ suối hái cành hoa, chị này qua lại dùng cái bẹp, tức không chịu không nổi đời nữa, đem lên trên trời trả lại, ông nhốt lại giùm cho tôi chứ tôi mệt dữ lắm rồi, tôi không chịu nổi nữa. Thượng Đế nói cũng mày không, mày lộn xộn quá. Thời gian sau anh này anh buồn quá, anh đi anh cũng nhớ, anh ngồi anh cũng nhớ, anh nằm anh cũng nhớ, nhớ cái người đàn bà trộn rộn đó. Cuối cùng anh lên năn nỉ Thượng Đế, thôi trả lại đi. Ngày xưa đó con có thể mất một nửa thời gian của một ngày để con chăm sóc cho nàng, con lo lắng cho nàng, nhưng mà bây giờ từ ngày vắng nàng là con mất luôn cả một ngày để nhớ nàng. Thôi thì thà là con chấp nhận thương đau. Khổ thế chứ. Hết. Câu chuyện phải nói là hết sức là dí dỏm, nói về thân phận chị đàn bà không thể thiếu trong cuộc đời này, đem đến biết bao nhiêu là phiền muộn, nhưng cũng đem đến biết bao nhiêu là kỳ vọng niềm vui cho con người. Thì quý vị thấy tình thương là điều vô giá nhất mà chúng ta rất cần ở trong cuộc sống này. Điều mà quý vị suy nghĩ nhiều nhất cho tương lai của mình là gì? Có phải là cái chết không? Có, thỉnh thoảng quý vị cũng nhớ về cái chết, nhưng điều đó không quan trọng bằng sống như thế nào. Cho nên thưa quý vị, điều đáng để cho chúng ta suy nghĩ nhiều nhất trong hiện tại này là sống như thế nào. Sống, trong đời sống chúng ta cần phải có một tấm lòng. Và sống như thế nào để làm lợi ích cho mình mà không tổn hại đến người khác.
sống như thế nào tâm trí chúng ta được an định, vượt lên mọi ưu phiền. Đời sống đó là đời sống của người biết cải thiện nghiệp chướng, vượt lên khổ đau và xây dựng một cảnh cực lạc tại nhân gian. Vâng, chúc quý vị có một đời sống bình yên. Lẽ ra còn nói nữa mà thấy thầy trụ trì đáp y đi ra biết là thầy nhắc hết giờ đó. Phải không thầy? Thôi xin mời quý vị chúng ta từ từ đứng lên để hồi hướng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Thượng Tọa Giảng Sư, chúng con vô cùng là xúc động khi Phật tử chùa Vĩnh Phước được nghe pháp nhiệm màu, cũng vừa nghe được tiếng của Thượng Tọa rất là lâu, nhưng hôm nay Phật tử mới chiêm ngưỡng được một bậc Thượng Tọa Giảng Sư thay thế các bậc tiền bối để ban pháp lành cho Phật tử thấm nhuần công đức. Chúng con thay mặt ban tổ chức chân thành cảm niệm công đức cao dày của Thượng Tọa. Dù biết trời mưa, Phật sự đa đoan, Thượng Tọa dính chút thì giờ để về đây ban bố cho chúng con. Và sẵn hôm nay Phật tử chúng con cũng được biết, vừa rồi Thượng Tọa đã khởi công xây dựng tu viện chuyên tu. Dù biết xa xôi, nhưng các Phật tử ở đây không ra được, cũng ngồi ở nơi đây góp nhặt từng viên gạch để cùng với Thượng Tọa xây dựng một chuyên tu. Và phía Phật tử chúng con cũng dâng lên cúng dường, cũng mong Thượng Tọa từ bi quan hỷ nhận lãnh để cho toàn thể Phật tử được thượng thừa công đức. Và nguyện cầu Tam Bảo gia hộ cho Thượng Tọa pháp thể kinh an, thân tâm thường an lạc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con cung thỉnh Thượng Tọa đứng lên hồi hướng. Nguyện